Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép được cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Toyota Land Cruiser Prado ạ. Vậy thì chiếc xe này đại lý của chúng em đang bán cho anh em với giá như nào, và em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí lăn bánh cho anh em ở nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh, để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất để mình có mua chiếc xe này không, hay là cần phải mua một chiếc xe bản cao cấp hơn. Thì em xin phép được đi vào chi tiết và cụ thể cho anh em. Chiếc xe Land Cruiser Prado này thì nó chỉ có một phiên bản duy nhất thôi. Thì em xin được đi vào chi tiết luôn nhá. Với giá limit của chiếc xe này bây giờ đang là 2 tỷ 379 triệu nhá. Đấy. Đấy chính là giá phần giá limit. Nó cũng là giá bán luôn, bởi vì bây giờ chiếc xe này đang rất là hot trên thị trường. Vậy thì đại lý của chúng em cũng sẽ bán lại cho anh em với giá cũng là 2 tỷ 379 triệu. Còn nếu mà anh em nào mà cụ thể về giá hơn hay là chương trình nó như thế nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình nhá, để có được giá tốt nhất và chương trình tốt nhất cho anh em. Đấy, vậy thì chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là bao nhiêu ạ? Lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 2 tỷ 687 triệu ạ. Đấy, còn ở tỉnh thì đang là 2 tỷ 622 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đây là đang là 2 tỷ 640 triệu nhá. Thì tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là ở Hà Nội thuế sẽ là 12%. Biển số sẽ là 20 triệu ạ. Đây là chiếc xe nhập khẩu nên là không được hỗ trợ về lệ phí trước bạ nhá. Đấy, nên là thuế trước bạ vẫn giữ nguyên là 12%. Còn ở tỉnh thì thuế sẽ là 10%. Và biển số sẽ là 2 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì thuế sẽ là 10% giống ở tỉnh. Biển số này là giống Hà Nội là 20 triệu nhá. Dẫn đến là sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là như vậy ạ. Đấy. Còn một các chi phí em tính vào chưa đấy, các chi phí em tính vào đó chính là có là thuế trước bạ 12% này, biển số này. Biển số nhá, thuế trước bạ này, biển số này, đăng ký này, đăng kiểm này, phí bảo trì đường bộ này, bảo hiểm trách nhiệm dân sự nhá. Còn một số các chi phí mà em chưa tính vào đấy trong nó, đó chính là bảo hiểm thân vỏ ạ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó là bảo hiểm tự nguyện ạ. Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc vào anh em thôi. Đấy. Ê, trừ khi mà anh em mua trả góp thì nó mới là cái bảo hiểm thân vỏ mình mới bắt buộc là phải mua nhá. Đó. Và một số chi phí khác em chưa tính vào nữa, đó chính là chi phí mềm, hay gọi là chi phí lót tay, từ lót tay thuế này, đăng ký này, đăng kiểm này. Mỗi một tỉnh nó lại một chi phí khác nhau nhá. Nhưng mà con số nó không phải quá lớn đúng không ạ? Nó chỉ là vài triệu thôi ạ. Đấy. Và em nhớ không nhầm thì sẽ là có 7 tỉnh sẽ là thuế sẽ là 12%. Thì anh em là trong 7 tỉnh đấy thì muốn được tính toán chi tiết và cụ thể thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình, hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được tính toán chính xác nhất và tốt nhất cho anh em ạ. Đấy. Hôm nay em chỉ xin phép em chỉ được review qua một chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado sản xuất 2010, cũng là phiên bản 2020 luôn nhá. Và hôm nay em đã giới thiệu cho anh em về giá xe rồi, cũng như tổng chi phí lăn bánh rồi cho anh em ở nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh, để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Vậy thì anh em có thấy hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh của em nhá, để em sẽ cập nhật về giá xe một cách liên tục ạ, để cho anh em có thể chuẩn xem chiếc xe, cập nhật về giá xe cho tất cả các phiên bản cũng như các hãng xe khác như là Toyota, Kia, Honda, Hyundai, VinFast hay rất nhiều hãng xe khác nhau nhá. Đấy. Ok, em xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn anh em đã xem video này của anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em.